Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Bữa nay chắc là quý vị đi chơi lễ cũng đã đòi luôn phải không? Dư chúc cho quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thiệt là vui vẻ, thư giãn và mình đi chơi thiệt là vui với gia đình của mình nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này là như được một chị tên là chị Ngọc. Nhà của chị là ở dưới Hậu Giang á. Sau này chị đi lên trên Bình Dương làm thì chị có quen chồng của chị. Chồng của chị, quê của ảnh thì ở Gia Lai. Cái câu chuyện này là xảy ra với một người ở trong dòng họ ở bên gia đình chồng của chị. Là bối cảnh diễn ra là ở tại Gia Lai đó hen. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một cái chị đó, chị tên là chị Ni. Vào cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này là chị Ni được 16 tuổi, còn chồng của chị thì 18 tuổi. Quý vị nghe tới đây cũng biết, đúng rồi, đây chính là cái vấn đề tảo hôn. Vợ chồng của chị Ni này là người dân tộc thiểu số nên họ kết hôn rất là sớm. Tới cái lúc 16 tuổi thì chị Ni này đã mang bầu rồi. Khi mà cái bụng bầu của chị ngày càng lớn rồi, gần tới ngày sinh á, những cái người mà sống ở trong cái khu vực thành thị hơn một chút xíu là cũng có quan hệ dòng họ gia đình nè. Kêu là gia đình của chị Ni này á, để đẻ được thì đưa lên tới bệnh viện đi cho người ta hỗ trợ sẽ tốt hơn. Nhưng mà có điều á, mẹ chồng của chị Ni này không có chịu. Mẹ chồng nói á, là thôi kêu bà mụ về được rồi chứ đi bệnh viện chi cho tốn kém. Từ cái lúc trước á, mẹ chồng sinh ra chồng của chị Ni này á, cũng đẻ ở nhà bình thường thôi. Có người tới đỡ đẻ là được rồi chứ có gì đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho tới cái ngày là cái ngày hôm đó chị Ni chỉ sinh em bé rồi. Chị sinh là tầm khoảng cái lúc giữa đêm luôn. Khi mà thấy chị Ni á, có dấu hiệu sinh, mẹ chồng của chị mới chạy kia cái bà mụ tới để đỡ đẻ. Thì cái bữa hôm đó chị rất là khó sinh, chị rặn rất là lâu luôn. Tới khi mà nước ối nó đã bị vỡ ra rồi, mà cái đứa nhỏ này á, là nó nằm ở cái vị trí đẻ ngược, hai cái giò của nó ra trước, còn cái đầu thì chưa có ra được. Cứ quần hoài à, không có lôi đứa nhỏ này ra được gì cả. Còn về chồng của chị Ni á, khi mà thấy chị Ni giờ là khó sinh quá, nước ối đã bể rồi, ở trong này chị hét lên đau đớn nhưng mà không có đẻ được. Thì chồng mới kêu là mẹ chồng á, giờ là thôi đưa chị này đi lên bệnh viện đi, rồi lên trên đó người ta sẽ có máy móc này kia để hỗ trợ rồi còn cứu chữa nữa. Nhưng mà cái người mẹ chồng này nhất quyết là không chịu. Người mẹ chồng nói vợ đưa đi không có kịp đâu, mà đưa đi cho tốn tiền, để đây bà mụ bà làm được rồi, làm chút xíu và sinh được thôi, có gì đâu. Thì người mẹ kia lại vẫn giữ cái quan niệm đó, không có cho đi tới bệnh viện. Quần một lúc rất là lâu luôn, tới khi mà nước ối dở ra rồi á, chị Ni cũng cố gắng rặn cái đứa nhỏ ra, nhưng mà đứa nhỏ một phần là nó quá là bự, cái kích thước thai á, nó quá là bự, rồi nó còn nằm với cái tư thế là bị đẻ ngược như vậy nữa, cho nên chị rặn hoài đứa nhỏ này không có ra. Cho tới cái lúc sau chị hét lên, chị đau đớn dữ quá rồi, chị hét lên một cái, rồi chị đã ngã ra, chị chết tươi tại chỗ luôn. Cái lúc mà chết là hai con mắt của chị Ni nó mở trừng lên luôn. Khi mà thấy cảnh này cũng được rồi, cái bà mụ á, bà thấy là cái người phụ sản này đã chết rồi, cái bà mụ đó cũng hơi quýu tay. Còn cái người mẹ chồng của chị Ni đứng ở kế bên đó mới kêu coi gây cứu đứa nhỏ được không, cứu đứa nhỏ đi. Với cái tình cảnh này rồi, mẹ đã mất, bà mụ cũng cố hết sức để mà cứu cái đứa nhỏ trong bụng. Rồi hen, bà cũng thọt vô ở trong cái phần tử cung, bà móc, bà bới cái đứa nhỏ đó ra. Rất là khó khăn luôn, gần như cái phần xương chậu muốn bị nại ra luôn, thì cái đứa nhỏ này nó mới có thể lôi ra ngoài được. Sau đó rất là may mắn, cái đứa nhỏ này á, vừa mới sinh ra hen là nó đã bị ngợp thở rồi. Mà có điều hơn là cái bà mụ này cũng có hô hấp nhân tạo cho nó, trút nước rồi lau đi những cái phần dịch á, nên đứa nhỏ này nó đã cất tiếng khóc. Có điều cái ca sinh nở này là mẹ không tròn rồi, mẹ thì đã mất, còn cái đứa nhỏ cũng may mắn là nó còn sống được như vậy đó. Sau đó thì cũng đem cái chị Ni này an táng cho chị. Về cái phận của anh chồng thì anh cũng rất là đau buồn, nhưng mà có điều giờ anh cũng phải cố tiếp tục để mà làm kinh tế, lo cho gia đình, lo cho cái người mẹ nè, rồi còn lo cho đứa nhỏ mới vừa sinh này nữa. Từ cái lúc mà chị Ni chị mất xong, do chị chết cái lúc đó quá oan ức đi, con của mình mà còn chưa có nhìn mặt được nữa. Cho nên tới khi mà chị chết xong mấy ngày sau, ở đây những cái người hàng xóm mà sống gần nhà nè, người ta thường xuyên nhìn thấy vong hồn của chị Ni cứ đi vòng 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 ngoài mé nhà. Có khi là đứng ở ngay chỗ cái cửa sổ, cái hướng mà hướng vô trong phòng của đứa nhỏ nè. Chị đó chỉ đứng mờ mờ ảo ảo, chị lú cái đầu chị vô. Khi mà người ta nhìn thấy, mới đầu là có cái cô kia, cổ đi vô đây để mà cổ đi thăm cái đứa nhỏ này nè. Buổi tối cô đi qua thì cô thấy là vong hồn của chị Ni đứng ở kế bên cửa sổ á. Mà cái lúc nhìn thấy là ở bên mặt của chị đó, nó xanh lè luôn. Ở trên cái khuôn mặt là từng cái cọng gân xanh nó nổi lên. Tới khi mà nhìn thấy vậy là cái cô tính qua này thăm đứa nhỏ nè, cô sợ quá, cô giục hết đồ đạc, cô tuôn, cô chạy. Rồi cái đứa nhỏ này mỗi tối nó cũng hay có hiện tượng kỳ lạ dữ lắm. Bình thường buổi sáng thì nó lại khóc, còn buổi tối thì nó lại cười khát khát khát, nó cười vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà do đứa nhỏ này nó bị khó sinh như vậy, mẹ của nó đã bị mất, nó không có sữa để mà bú. Thì gia đình của chị Ni này cũng nghèo nữa, không có tiền đâu. Gia đình của chị Ni và gia đình bên chồng của chị Ni cũng khó khăn nữa, không có ai giàu có gì hết trơn á. Mà chị mất rồi, đâu có sữa cho đứa nhỏ này nó bú đâu. Cho nên là gia đình cũng lấy mấy cái sữa là lấy mấy sữa bắp, rồi lấy sữa dê. Tất cả những cái loại sữa, cái nào có thể uống được là cho đứa nhỏ nó uống vậy đó. Mà uống tùm lum tùm la vậy nên đứa nhỏ nó bị đau bụng. Nó bị đau bụng mà nó bị tiêu chảy còn chết luôn, cũng tội nghiệp đứa nhỏ dữ lắm. Rồi thì cái bữa hôm đó là có một cái chị trong xóm này nè, chị cũng sinh em bé được vài ngày. Thì trong cái lúc mà chị đang ở trong phòng ở cữ hen, chị nghe ở ngoài cửa sổ là có cái tiếng cào xào xào xột. Chị đẩy cửa sổ ra thì chị nhìn thấy vong hồn của chị Ni đang đứng ở ngoài kia. Cái mặt thì xanh lè xanh lét vậy đó, mà cái mặt rất là thỉnh cầu, mới nói với cái chị vừa sinh đó: "Chị ơi, chị cho con em bú nhờ miếng được không?" Khi mà cái chị vừa mới sinh này thấy vậy, bà la quá trời la luôn. Rồi người nhà chạy vô nhưng mà người ta đã không còn thấy gì nữa rồi. Sau đó mới biết là vong hồn của chị Ni này đi qua nhờ những người hàng xóm để mà xin sữa cho con của mình bú ké. Người ta biết được vậy thì người ta lại thương cái chị Ni này nhiều hơn. Bởi vì chị đã mất rồi nhưng mà chị cũng còn rất là lo lắng cho con cái của mình như vậy nữa. Nhưng mà đứa nhỏ này do chăm sóc không đúng cách, rồi thiếu hơi mẹ từ nhỏ, không có đủ dinh dưỡng nữa. Nó sống tầm khoảng được tháng hà, rồi sau đó là đứa nhỏ này nó cũng qua đời luôn. Đứa nhỏ nó chết xong là được chôn ở gần với mộ của chị Ni. Rồi từ cái lúc đó xong, ở đây những cái người hàng xóm với lại là chồng với mẹ chồng nè, nhìn thấy vong hồn của chị Ni ở trên tay là ẵm đứa con và chị đang cho con bú. Cái lúc mà hiện ra là chị hiện ra ở trước mé nhà, trong cái tình cảnh là chị đang cười nha. Chị nhìn đứa con đang bú ở trên tay của mình vậy nè, mà chị nhìn cười mãn nguyện dữ lắm. Nhiều lần người ta nhìn thấy vậy thì người ta rất là sợ hãi. Còn về phần chồng của chị Ni thì chồng của chị mỗi lần mà thấy vợ con mình vậy, ảnh mới nhào lại. Khi mà ảnh nhào lại là hình bóng của vợ con ảnh lập tức biến mất. Còn về cái phần của người mẹ chồng kia, khi mà nhìn thấy hồn ma của con dâu mình hiện ra vậy thì bà rất là sợ. Có mấy bữa là bà đi xin mấy cái bùa ngải về để treo vòng vòng trong nhà nữa, bởi vì bà sợ đó. Cứ tối nào ai mà đi ngang đây yếu yếu bóng vía sẽ nhìn thấy vong hồn của chị Ni hiện ra ẵm con rồi cho con bú như vậy á. Có lúc là người ta còn nghe thấy cái tiếng hát ru nữa. Chị Ni này hát cái tiếng là bằng cái tiếng dân tộc luôn nghe, một cái bài hát ru con. Thì người ta đi ngang đây nghe là nổi hết trơn da gà. Thậm chí là có những cái lúc tầm khoảng 5 giờ sáng thôi là ngủ ở trong nhà, những cái người mà gần gần đây nè, là người ta còn nghe thấy cái tiếng hát ru. Chị Ni chỉ hát rất là lớn tới mức mà người ta tỉnh giấc luôn. Từ cái lúc mà chị Ni mất tới cái lúc này là tầm khoảng 3 tháng. Thì cái lúc đó là chồng của chị một khoảng thời gian bị mất vợ mất con vậy đó, ảnh ăn uống không có được, tối ngày ảnh cứ buồn buồn tủi tủi hoài, cứ về là không ăn uống gì hết trơn, rồi cứ đem rượu ra, nốc rượu cho tới tấp. Cuối cùng thì anh này ảnh cũng đã bị loét bao tử, dạ ảnh chết. Cái lúc mà ảnh chết á, là ảnh chết trong tư thế đang ôm lấy cái phần bia mộ của vợ con ảnh. Rồi thì sau khi mà anh này chết xong á, ba cái ngôi mộ chỉ trong có mấy tháng trời thôi mà cả nhà của chị Ni này đã chết như vậy. Giờ là ba ngôi mộ được đặt ở kế bên nhau luôn. Chị Ni một bên, anh chồng một bên, còn đứa con thì chính giữa. Giờ là cả gia đình đã được đoàn tụ rồi. Từ sau khi mà anh chồng này anh mất xong á, người ta lại nhìn thấy là cả ba người này hiện ra. Có lúc là ngồi ở trước nhà, rồi có một cái mâm cơm nữa. Chị Ni thì chị ẵm con, còn anh kia thì anh ngồi ăn cơm đút cho chị này ăn. Một cái cảnh tượng rất là yêu thương. Rồi có lúc người ta đi ngang này nè, ta còn nghe thấy cái tiếng nói cười vui vẻ của anh chồng với lại là chị Ni. Mà có điều đây là những ảo ảnh thôi, chứ tất cả những cái người này đã chết rồi, chỉ còn lại cái người mẹ chồng là sống thôi. Vong hồn của gia đình nhỏ của chị Ni này hiện ra được tầm khoảng tháng mấy hơn, là tới cái lúc 49 ngày của anh chồng, là ở đây người ta không có còn nhìn thấy cái hiện tượng gì nữa cả. Chỉ còn lại có cái người mẹ chồng á, lại giờ con cái chết hết trơn rồi. Một mình bà sống lủi thủi đi tới đi lui trong nhà vậy đó. Và rồi đó là câu chuyện mà Như được một chị gái này chị đã gửi lại cho Như như vậy ha. Một câu chuyện cũng khá là đau lòng, kể về cái sự việc ở trên khu vực miền núi á. Phải chi hồi đó mẹ chồng của chị Ni đưa chị lên trên bệnh viện rồi cho chị sinh đẻ bình thường, rồi khám rồi siêu âm này kia trước đó sẽ chẩn đoán được rồi. À, kể thêm nữa là cái chị Ni này á, từ cái lúc mà chị mang bầu tới khi chị đẻ là không có hề đi siêu âm một lần nào hết trơn nghe. Chỉ có mang bầu rồi tới ngày đẻ là gặp cái bà mụ vậy thôi đó. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai ở trong ngày hôm nay. Câu chuyện này là Như được một ảnh gửi lại cho Như. Cái người trải qua câu chuyện này chính là ba của ảnh, mà ảnh kêu Như cứ gọi là cái người này là bằng chú Sáng đi. Anh này thì ảnh sinh sống ở Tiền Giang, mà có điều quê nội của ảnh là ở dưới U Minh của tỉnh Cà Mau hen. Bối cảnh của những câu chuyện này là cũng diễn ra ở dưới U Minh luôn. Chú Sáng năm đó là chú Sáng 20 mấy tuổi, từ cái thời còn trẻ. Chú Sáng cũng đã rất là nhiều lần gặp những cái hiện tượng ma quỷ rồi, bởi vì cái lúc đó là rừng thiên nước độc, người của mình chưa có sinh sống nhiều như bây giờ đâu. Hồi đó là ma quỷ là tràn đồng luôn, đi đâu cũng rất là dễ gặp. Lần đầu tiên mà chú Sáng gặp á, là cái lần đó chú nhớ tôi đi sôi cá. Chú đi men theo cái chỗ con mương này nè để mà chú sôi cá. Tới cái chỗ kia rồi chú thấy là có một cái con, chú kêu nó bằng con cuốc. Mà Như cũng không biết con cuốc là con gì á, chú diễn tả nó giống như là con cò vậy đó. Mà có điều là cái màu lông nó khác, thì hình dạng nó là một cái con chim giống con cò hen. Cái con cuốc này là nó mập thù lù à, nó đang đi ở giữa đường vậy đó. Khi mà nhìn thấy như vậy chú Sáng mới chạy lại, định là bắt cái con cuốc này đem về mà nướng nó hay làm gì á, là ngon dữ lắm. Chú Sáng mới lại dí theo nó, thì con này nó không có bay, bắt đầu nó chạy. Hai cái giò của nó thì dài cao lên, nó tuôn, nó chạy, mà nó chạy cũng lẹ dữ lắm. Chú Sáng ở đây cũng dí theo. Chú nhớ là chú chạy theo nó cũng tầm khoảng mấy trăm mét luôn á, nó chạy lẹ lắm. Rồi tới cái khúc này chú thấy hình như mình đã tới cuối cái chỗ của một cái ngôi làng này, bởi vì chú thấy ở đây là bắt đầu có nhà cửa lưa thưa rồi. Chú thấy hèn con cuốc bắt đầu hèn nó đứng lại. Ở đây chúng mới phóng thiệt là nhanh lại để chuẩn bị chú bắt nó. Cái lúc mà gần tới rồi con cuốc này mới chạy một cái dèo, nó chạy xuống chỗ sàn nhà của một cái căn nhà này. Ở cái chỗ đó là rất là trũng, người ta xây nhà là nó cao hơn một khúc, là ở phía dưới là có cái mé sàn, bởi vì chỗ nó lầy lội dưới lắm. Khi mà nhào lại rồi, cái chú thấy là con cuốc giờ nó chui xuống dưới sàn nhà của người ta. Giờ mà chú Sáng lại đây mà rình mò giống như ăn trộm rồi, người ta không biết ra là quánh chú chết. Ngay cái lúc đó từ trong nhà bước ra là một cái cô gái tầm khoảng 20 mấy tuổi á, tóc của cổ thì dài thước tha luôn, cổ đang bận một cái bộ đồ bà ba. Cái ống quần của cổ là mặc cái quần đen á, cổ còn săn cái ống quần lên gần tới đụ gối rồi. Ủa anh làm gì vậy? Chú Sáng ở đằng đây mới nói tôi bắt cái con cuốc nó mới chạy xuống sàn nhà của cô á. Khi mà nghe vậy cái cô đó cổ vui vẻ lắm, cổ mới nói với chú Sáng: đúng rồi, ở dưới đó nó có nguyên một ổ lợn á, anh coi xuống đó anh bắt đi, em cho anh xuống bắt á. Lúc mà nghe như vậy á là chú Sáng rất là vui, chú Sáng mới cảm ơn. Rồi chú mới bò mon men khắp ở dưới sàn á, để mà chú lại chú bắt mấy cái con cuốc đó. Tới khi mà chú chui xuống sàn rồi, chú dòm ở cuối cái chỗ của cái sàn nhà này nè, là ở đó nó có một cái ổ. Ở đó thì có một con cuốc hen, là cái con mới chạy vô nè, với là có nguyên một cái ổ trứng nữa. Chú thấy vậy là vô mánh rồi, chú mới lại chú bắt. Thì chú bỏ những cái trứng vô trong cái giỏ của mình. Còn cái con cuốc lúc mà nó lại gần tổ rồi, nó nằm im re à, nó nằm cho chú bắt luôn á, nó không có chạy nhảy, nó không cựa ngoại gì hết trơn á. Cái lúc mà chú bắt rồi á, tự nhiên chú cảm thấy ở phía sau gái của mình nó hơi lạnh lạnh. Chú dòm ra thì chú thấy ở ngay chỗ đầu của cái hướng sàn nè, là cái hướng mà lối đi vô á, ở cái chỗ đó là cô kia, cô đang ngồi cái tướng như con cóc vậy á. Cổ ngồi mà cổ khum khum người xuống, cổ dòm vô. Thấy vậy là chú Sáng hú hồn hú vía hết trơn à. Bởi vì thấy cảnh đó mà đi đêm nữa nên chú giật mình. Cô đó ngoại cổ lú đầu vô, cổ mới nói: có chưa anh bắt được chưa? Còn chú Sáng ở trong này thì chú thở gấp luôn, bởi vì chú sợ đó. Chú mới nói là: được rồi cô ơi, tôi bắt được rồi, tôi cảm ơn nha. Nói xong thì chú Sáng lại chui người thấp thấp, rồi sau đó là đi ra. Tới khi mà chú đi ra ngoài rồi là chú chui với mé sàn. Tự nhiên gần tới nơi rồi, chú thấy là cái cô đó cô bỏ cái chân thòng xuống, nhém một chút xíu nữa đã đụng đầu của chú rồi. Mà lần này tự nhiên sao chú Sáng thấy cái đôi chân này nó kỳ quá ta. Cái đôi chân của con gái bình thường là màu trắng, hoặc là màu nâu thôi, bị ăn nắng thì nó hơi đen đen. Mà có điều cái làn da của cô này là da chân nó khô quắp lại mà nó đen thụi lùi luôn. Da thịt đồ đó giống như là mình bị phơi khô, giống như là cái món thịt trâu gác bếp ở ngoài Tây Bắc vậy đó. Nó khô mà nhìn nó khô queo, nhìn thấy ghê lắm. Cái lúc đó chú mới đi thiệt là nhanh, chú lách cái chân đó chú đi ra. Thì lần này đi ra rồi chú mới thấy cái khuôn mặt của cái cô này, cái khuôn mặt nó xanh lè hà, tóc tai thì xõa dài nha. Mà có điều cái miệng của cô này nó đỏ quát luôn. Hồi nãy cái lúc mà cổ nói chuyện là cái miệng cổ bình thường, tới bây giờ cái miệng cổ nó bị xệ xuống. Mà cái lúc cổ nhe răng cổ cười á, chú Sáng nhìn thấy là mấy cái răng nó bự mà nhìn nó thô kệch dữ lắm. Rồi ở trong miệng của cổ nói chuyện ra mà nước miếng nước dãi nó chảy. Cái lưỡi của cổ còn dài hơn bình thường nữa. Cổ nói vậy nè: ở trong nhà tôi còn nữa nè, chú vô nhà tôi bắt nữa đi. Thì vừa nói vậy cổ mới đưa tay lên, cổ chụp lấy tay của chú Sáng. Cái lúc này chú nhìn thấy cái bàn tay đó đang bấu lên cái bàn tay chú, là cái bàn tay nó khô quắp khô queo, đen thùi y như vậy. Mà cái móng nó đen dài luôn. Chú dòm lên ở trên khuôn mặt đẹp gái kia, bây giờ cái mặt này là mặt quỷ rồi, không còn là người nữa. Chú sợ quá trời luôn, chú tuôn chú chạy. Chú vừa chạy chú vừa la bài hải luôn. Có điều trong đêm chú chạy cắm đầu như vậy mà không có ai nghe gì hết trơn á. Chú chạy ở phía trước nghe, lỡ phía sau cái con quỷ này vẫn còn dí theo chú. Vừa dí theo vừa nói vậy nè: ở trong nhà tôi còn nè, vô nhà tôi bắt đây. Hồi nãy là nói cái giọng bình thường như con gái, còn bây giờ nó chuyển qua cái giọng khào mà đặc lắm. Chú Sáng chạy ân trước xong cái lên mà chú sợ á, cái chú chạy chút cái chú quay lại. Khi mà chú quay lại chú nhìn thấy cái khuôn mặt này là một khuôn mặt nó già cặn ha, mặt mày thì da nhăn nheo, tóc tai thì nó bạc, mà có điều tóc nó chĩa xù xù ra như cái rễ tre vậy đó. Còn cái người thì ốm nhom hốc hác như vậy. Trời, biết là gặp quỷ rồi, chú sợ quá, chú tuôn chú chạy. Chú chạy tới khi là chú tới ở đầu làng. Ở cái chỗ đó người ta nghe thấy tiếng của chú Sáng la thất thanh quá, cho nên là người ta cũng ra cứu cho chú một phen như vậy. Đó là một lần mà chú gặp ma ở trong khu vực của U Minh. Xong tới thêm cái lần thứ hai. Cái bữa ở tối ngày hôm đó thì chú Sáng đi ghe để mà đi giăng câu đó. Chú Sáng đang tấp cái ghe vô gần trong mé bờ để mà cắm những cái cần câu. Thì ở đằng này chú mới nghe tiếng cười khát của mấy đứa con nít. Chú dòm lên trên mé bờ thì chú nhìn thấy là có tổng cộng 2 đứa con nít. Mà 2 cái đứa này nó nhỏ xíu à, chỉ tầm khoảng 2 tuổi thôi. Mà có điều là nó đi đứng chạy nhảy giống như người bình thường vậy đó. Nó vừa giỡn mà ở trên này nó còn vừa bốc mấy cục đất á, nó chọi đùng xuống ngay chỗ mấy cái cần câu mà chú đang cắm nè. Thấy vậy chú bực bội quá, chú mới nói: nè mấy đứa, làm vậy rồi sao chú cắm câu gì? Chú Sáng tức mình quá, lên tiếng nói như vậy thì mấy đứa nhỏ này nó cười khát. Nó cười mà nó ôm bụng luôn, nó chỉ trong mặt chú. Nó cười xong hen cái nó quay lưng nó chạy. Cái hướng mà mấy đứa nhỏ này nó chạy là nó chạy vô trong một cái bụi lùm cây gì đó. Ở chỗ đó tối đen hà, chú không có thấy rõ. Dù là khá bực mình như vậy nhưng mà thôi cũng kệ. Cái chú mới đẩy ghe đi tiếp một khúc nữa. Tới khúc này á, chú nghe thấy cái tiếng cười khát nữa. Chú dòm lên á, thì mấy đứa nhỏ này nó đang chòm lên giống như là nó muốn bước lên trên ghe của chú vậy đó. Chú thấy như vậy thì chú mới lên tiếng. Đi ra đi, mấy đứa này, tối không ngủ nghe đi, quậy phá gì vậy? Chú lên tiếng chửi tụi nó như vậy đó. Thì cái lúc này tụi nó cầm theo mấy cục đất bự chản bố luôn. Cái cục đất mà tụi nó cầm là muốn bằng cái đầu tụi đó. Nó chọi thẳng lại cái hướng của chú. Cái lúc này cũng hên là chú có võ trong mình nên chú Sáng đã né kịp. Chứ không cái cục đất nó bay vô đầu là chắc chú cũng bị sưng cục ở trán rồi đó. Khi mà nhìn thấy chú né mà cái mặt chú quạo vậy, mấy đứa nhỏ nó cười khát. Nó đứng cái ghe ha mà nó rung cái ghe luôn. Tới cái lúc này chú nhìn thấy mấy cái đứa nhỏ nó bay lên. Nó bay từ cái ghe của chú, nó bay thẳng lên trên bờ. Rồi nó đứng ở trên bờ, mặt của đứa nào nó cũng xanh lét. Mà nó đứng đó nó cười khát. Hai cái đứa nhỏ này không biết là trai hay gái, mà có điều nó để cái tóc là cái dạng tóc ba giá, cái đầu ba giá đó, ba chỏm ở trên đầu. Cái lúc mà nhìn thấy vậy chú biết chết cha, bữa nay gặp ma nữa rồi. Thôi thấy ớn quá, cái chú cũng lẹ, chú đẩy cái ghe của chú để chú đi. Tới khi mà chú đẩy ghe đi một khúc rồi, chú vẫn nghe thấy cái giọng cười của mấy đứa nhỏ này. Nó vẫn cười, mà nó còn tán đất dí theo chú nữa. Sau khi mà đi qua cái khúc đó rồi, chú ớn quá. Tới khi mà chú định lại đây để mà gỡ mấy cần câu là chú canh đi buổi sáng, chứ buổi tối là cũng không dám đi nữa. Không biết tại sao ở cái khu này lại có những cái dông nhi hiện ra như vậy. Ở cái khu này là rừng thiên nước độc lắm, nhà cửa không có khu này đâu, cây cối rồi sông nước tùm cả. Rồi thì đó là thêm một lần nữa chú Sáng gặp ma như vậy ha. Tới một cái lần kia là chú nhớ buổi trưa chú đi bắt cá. Thì chú đang lội vô trong rừng, chú đi bắt cá, chú mò cá cũng được nhiều lắm. Rồi chú chợt thấy là có một con rắn này, hình như nó đang lột da hay sao. Mà chú thấy đây là một con rắn hổ, cái tướng của nó bự dữ lắm. Chú thấy là nó đang lột da. Cái lúc này chú thấy con rắn đó là ngon lành này. Cái bắt đầu là chú bắt cái con rắn đó. Chú bắt con rắn nó dễ ọt à, bởi vì người ta nói cái lúc yếu nhất là mấy cái lúc mà con rắn này lột da vậy đó. Chú bắt nó xong chú bỏ trong giỏ, định bữa nay là bán cũng được mớ tiền ha, đem về ngâm rượu là cũng ra một cái loại rượu xịn rồi. Sau khi mà chú bắt chú đi được một khúc nữa, cái chú nghe bên tai: "Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi." Chú nghe thấy cái giọng đó thì giữa xung quanh nó toàn là rừng tràm không hà. Chú ngớ người luôn, chú nói trời, ai nói vậy trời. Chú dòm vòng thì không thấy ai cả. Cái chú cắm cúi chú đi bắt cá thì một tí nữa thì chú lại nghe cái âm thanh đó: "Thả tôi ra đi, tôi trong giỏ nè, thả tôi ra đi." Và khi mà nghe vậy chú Sáng mới sực tỉnh, chú nhớ là trong giỏ của mình bây giờ đang có một cái con rắn ở trong. Chú mới mở ra, chú thấy là con rắn nó ngóc cái đầu vậy mà cái người nó yếu ớt lắm. Nó nhìn thẳng chằm vô trong mặt của chú Sáng luôn. Thôi giờ biết là nó cầu cứu rồi, nó xinh quá, cho nên là chú mới mở ra chú thả cho nó đi. Cái lúc mà nó trườn đi một khúc rồi, cái nó mới đứng lại, nó ngoái cái đầu lên nó nhìn chú nó nghe. Đó là cái bữa đầu tiên mà chú gặp nó như vậy. Qua tới gần một tháng sau luôn, cái lần đó chú nhớ là chú cũng đi bắt cá, chú chạy tới ở cái chỗ này rồi á, chú bước vô. Cái lúc mà chú gần bước vô trong cái chỗ khu rừng này á, thì tới đó chú thấy con rắn á, nó ngóc cái đầu lên. Mà cái con rắn này chính là con rắn hôm bữa. Nó tỏ ra cái vẻ rất là giận dữ, cái mặt của nó hùng hồn luôn nghe, mang nụ của nó phồng bự ra, cái lưỡi thì lè ra. Chú nghĩ là con rắn này đúng lẽ là nó tự dâng nạp tính mạng của nó cho mình. Chú định là sẽ bắt đầu nó rồi đó. Tự nhiên ngay cái lúc đó chú dòm ra, ở phía sau lưng con rắn này tầm khoảng mười mấy mét là có nguyên một con cá sấu to đùng ở trong luôn. Thì ra là con rắn này nó xuất hiện để mà nó muốn cảnh báo cho chú, ở trong kia cá sấu không hà. Giờ mà bước vô tới lãnh địa của mấy con cá sấu này là chú Sáng không còn cái xác quay về luôn. Sau khi mà chú Sáng thấy vậy, chú Sáng lật đật chạy ra ngoài ghe của mình liền. Chú lật đật chú chạy. Thì con rắn lúc nãy nó mới nhìn theo hướng của chú, nó mấy cái đầu đó nó gục gục xuống vậy nè, giống như là nó cảm ơn vậy đó. Và cũng hên nhờ cái bữa hôm đó mà con rắn nó cũng đã cứu cho chú một phen giữa nguyên một cái đám cá sấu như vậy. Chưa dừng lại ở đó nữa, có một cái lần kia là chú Sáng cũng bơi ghe đi vậy đó. Buổi tối chú Sáng đi thì đang trong cái lúc lây quay thả lưới. Quay qua quay lại thì chợt chú Sáng nhìn thấy là ngồi ở ngay chỗ cái đầu mũi ghe của mình á, giờ là có ai đó đang ngồi mà quay lưng lại với chú. Khi mà chú thấy vậy chú hết hồn, chú hỏi: "Trời ơi, ai vậy?" Chú lên tiếng hỏi như vậy á, thì cái người kia bắt đầu là từ từ quay lại. Tới khi mà họ quay lại rồi á, ở trong cái ánh sáng đêm, chú Sáng nhìn thấy đây là một cái người, mà là một cái người đàn ông nghe. Có điều là hai cái phần chân của người này nó bị cụt mất tiêu rồi, còn lại từ cái phần thân dưới đáo lên phần mặt thôi. Khi mà nhìn thấy vậy chú Sáng sợ quá, nhém một chút xíu nữa là chú Sáng đã lọt té xuống ở dưới nước luôn. Và khi như vậy cái người đàn ông kia mới nói: "Chú ơi, chú giúp tôi được không chú?" Ở đây chú Sáng hen rung bột bật mà nói: Giúp gì chú ơi, giúp gì chú ơi?" Chú Sáng sợ hãi nói vậy đó. Cái người này mới nói: "Tôi cũng vô đây, tôi đi cắm câu mà tôi bị cá sấu cắn. Nó cắn tôi vào cái xác của tôi ở cách đây khúc nè. Chú đem cái xác của tôi về giùm đi, vợ con của tôi đang chờ tôi." Cái giọng nó cứ là đà, nghe tới đâu là nổi da gà tới đó. Ở đây chú Sáng cũng rất là sợ, nhưng mà chú biết là cái vong hồn kia hiện ra nhờ chú giúp đỡ vậy đó. Mà trong cái màn đêm chú thấy là cái người đó mờ mờ thôi, còn như là thấy đen hết, chứ không có thấy rõ mặt mũi của cái người đàn ông kia. Chú Sáng mới lên tiếng hỏi: Rồi giờ cái xác của chú ở đâu?" Chú Sáng hỏi lại cái người kia thì chú kia chú mới nói: "Giờ chú bơi thẳng giùm tôi đi." Rồi khi này là chú Sáng mới bắt đầu là nghe theo chỉ dẫn của cái người này, bơi thẳng rồi rẽ phải rẽ trái gì đó. Bơi được tầm khoảng 500 mét thì lại đây chú Sáng nhìn thấy có một cái xác đang trôi lên đên ở trên mặt nước. Ở gần kia là còn có một cái chiếc ghe nữa. Cái xác nổi này là bị cụt mất tiêu cái phần chân rồi, y chang như cái người mà đang ngồi trên ghe của mình. Khi mà chú thấy vậy là tay chân của chú là nó rung lẩy bẩy. Còn cái người kia vẫn ngồi ở đầu cái mũi ghe mới nói: "Nhà của tôi ở xóm đó đó, chú đem tôi về giùm đi, tôi cảm ơn." Cái người đó nói mà cái giọng buồn mà nghe nó là đà, nghe ghê lắm. Rồi thì trong cái đêm đó là chú Sáng cố gắng đem cái xác của người đàn ông này bỏ lên cái ghe của ông đó, rồi cột cái ghe của ông đó vô trong cái ghe chú Sáng, chú mới bơi. Chú bơi một khoảng cách rất là xa để tới cái địa chỉ là thôn đó, xã đó vậy đó. Khi mà tới nơi rồi chú Sáng mới giao lại cho cái người trưởng thôn. Thì ở đây khi mà người ta thấy mặt mũi của người này là biết liền hà, tại vì hôm rồi cái người đàn ông này đã bị mất tích nè. Sau khi mà giao trả xong vậy, buổi tối về chú Sáng có nằm mơ nữa. Chú Sáng nằm mơ là thấy cái người đàn ông kia hiện về, mà hiện về vẫn là cục hai cái chân vậy nghe. Người ta hiện về để mà cảm ơn chú Sáng. Rồi thì đó là thêm một lần nữa chú Sáng gặp ma vậy đó. Xong cho tới cái lần này là chú Sáng nhém chút nữa bị bỏ mạng luôn. Buổi tối ngày hôm đó là chú Sáng cũng đi thả lưới, đi cắm câu như mọi lần vậy đó. Thì ở cái chỗ khúc sông này nó nhỏ xíu à, chú bơi lại đây rồi. Tự nhiên ở chỗ đó là ở dưới giống như là nó có rong riêu hay rác gì á. Cái ghe của chú Sáng muốn bơi ra khỏi chỗ này mà cố gắng hoài không có bơi ra được. Cho nên là chú Sáng đành phải xuống ở dưới này để mà kiểm tra, để coi có cây hay là có rác gì đó, chú phải vạch nó ra, cái ghe của chú mới có thể đẩy tới phía trước được. Khi mà chú bước xuống đây, nước nó chỉ gần tới vai của chú thôi, chứ không phải là ngập đầu. Cái lúc đang đứng móc là ở dưới là rác, rến rồi cỏ cây không. Đang trong cái lúc dọn rác như vậy thì chú Sáng cảm nhận được ở trên cái ghe của mình nó đang rung lắc rất là dữ dội. Thì chú mới lập tức chú dòm lên, thấy là cái ghe nó chao đảo thấy ghê lắm. Mà có điều là không có ai ngồi trên cái ghe đó cả. Chú nghĩ chắc ở đây là do chú làm nước nó sao động thôi. Chú cũng khum xuống, chú gỡ mấy cái rác rến đó ra nữa. Tới trong lúc này chú cảm nhận được là cái ghe bây giờ nó rung dữ quá. Chú mới ngóc lên thì chú nhìn thấy ngồi ở đầu chỗ cái hướng mũi ghe kia là có một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này bận nguyên một cái bộ đồ mà nó đen thui luôn. Tóc tai thì dài ngoằng, còn da thịt gì đen thui cả. Chỉ có hai cái con mắt là nó sáng quắc luôn, hai con mắt nó màu trắng, nó sáng thì ghê lắm. Còn cái người phụ nữ đó đang ngồi trên đó hen, mà cái ghe cứ lắc qua lắc lại, cho nên là cái ghe bây giờ nó rung giống như là nó muốn bị lật tới luôn. Ngay lập tức thấy vậy chú Sáng hết hồn, thì cái người phụ nữ kia mất nhảy một cái ẩm xuống dưới sông. Lúc này chú biết chú gặp ma da rồi. Lật đật là chú Sáng leo thiệt là lẹ lên trên ghe của mình. Dù vậy mình trên ghe vẫn an toàn hơn là ở dưới nước như vậy. Tới cái lúc mà chú bước lên rồi, còn một cái chân mà còn ở lại dưới mé nước, chú cảm nhận được cái bàn tay lạnh ngắt luôn đang chụp lấy cái chân của chú, mà hai tay đang nắm lấy một chân, gị hự 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 xuống. Cái ghe của chú lúc đó là nó cũng bị lắc qua lắc lại. Cái ghe mà bị lôi xuống như là muốn bị lật úp lại luôn. Chú Sáng cũng cố hết sức mình hen, chú đạp, chú giãy dụa ra khỏi con ma da kia. Chú còn thấy cái đầu của ma da nó ngóc lên, cái mặt của nó đen thui à, mà nó còn nhe răng nó cười với chú nữa. Chú thấy là cái hàm răng nó trắng giống như con mắt vậy đó. Trời ơi, cả người thì đen, chỉ có con mắt với cái hàm răng là trắng thôi. Khuôn mặt kinh dị khủng khiếp luôn. Mà cái lúc đó ngoài cái mùi bùn ra, chú còn ngửi thấy cái mùi giống như là cái mùi chuột chết vậy, nó thúi rùm beng luôn. Trong cái lúc hoảng sợ đó quá, chú cũng niệm Nam Mô Chi Đà Phật ở trong lòng, rồi chú cũng có thuộc những cái bài kinh nữa. Thì lúc đó chú vừa giãy dụa mà chú vừa đọc. Chú đọc ở trong tâm trí thôi. Tới một lúc sau chú thấy là cái chân của mình nó nhẹ rồi. Giống như là con ma da kia nó đã buông bỏ chú. Chú bắt nãy giờ không được, nó cũng mệt quá. Từ cái lúc đó xong ha, chú bắt đầu chú dòm lại, chú thấy lỡ cái chỗ này, cái chỗ này nó trống quơ trống quát à, chứ làm gì có rác rến gì đâu. Tức là hồi nãy con ma da kia nó đã hiện ra, nó làm ảo ảnh như vậy đó cho chú Sáng thấy để chú dừng lại. Nhém chút nữa thì chú đã bị nó bắt rồi kéo xuống dưới đây rồi. Cũng hên là bữa hôm đó chú Sáng cũng được ông bà độ, chứ không là giờ chú Sáng cũng không có chuyện để mà kể lại cho mình nghe rồi hén quý vị. Và rồi đó là những câu chuyện của chú Sáng kể về cái lúc mà chú còn ở khu vực của U Minh á, chú đã gặp những cái hiện tượng ma quỷ khủng khiếp như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là như được một anh tên là anh Nam. Chính ảnh là người đã trải qua cái câu chuyện này luôn. Thì anh Nam là ảnh làm cái nghề tài xế. Mỗi lần mà đi đâu ảnh sẽ đem theo hành trang của ảnh, là đem theo nước, rồi mấy cái đồ vệ sinh cá nhân, và đặc biệt là phải có một cái võng. Anh Nam ảnh sắm theo cái võng xịn dữ lắm, để mỗi khi mà nằm chờ hàng á, đợi người ta bốc vác hàng này kia lên, rồi trong cái lúc mà đợi này kia nữa, thì ảnh có cái võng này thì ảnh kiếm chỗ nào đó ảnh giăng ngủ thì sẵn nghỉ ngơi luôn. Cái bữa hôm đó tầm khoảng cái lúc 7 giờ mấy, ảnh đậu ở trước cái chỗ của một cái công ty nè, ảnh chở hàng tới đây. Mà có điều không biết là kẹt giờ như thế nào đó, chưa có người xuống hàng, cho nên là ảnh phải nằm lại ở cái chỗ này để mà ảnh nghỉ ngơi. Ảnh mới bắt cái võng của ảnh từ bên một cái cây, rồi ảnh bắt quên cái xe của ảnh, cứ vậy đó là làm thành một cái võng. Ảnh nằm ở đây để nghỉ ngơi luôn. Trong cái lúc mà nằm nghỉ mệt quá, ảnh liêu thiêu, ảnh đã chìm vô trong giấc ngủ. Trong cái lúc nằm ngủ như vậy, anh Nam ảnh mới nghe thấy cái tiếng kêu. Cái giọng này là của một cụ bà chắc cũng lớn tuổi lắm rồi. Cái bà nó mới kêu vậy nè: "Ê, dậy đi, dậy đi." Ảnh nghe thấy cái giọng nó kỳ vậy đó. Cái ảnh mới lờ mờ vậy. Thì ảnh không nhìn thấy ai cả, còn xung quanh đây cũng không có ai hết. Ở cái phía xe vô là trong công ty, ở ngoài này đâu có ai đâu. Ảnh nghĩ là mình nghe nhầm thôi. Ảnh mới quấn cái giọng lại, ảnh trùm kính bưng luôn á. Ảnh nằm ngủ thêm một chút xíu nữa, ảnh cảm nhận được cái võng của mình có ai đó đang giật bật. Ảnh khó chịu quá, giật vậy sao ngủ được. Cái ảnh mới ngồi dậy, mà ảnh ngồi dậy vẫn không có nhìn thấy ai hết trơn. Ảnh không biết là có thằng nào nó đây nó ghét nó chơi mình hay không. Ảnh ngồi vậy một lúc luôn, ảnh dòm cũng không có thấy là ai gần ở đây cả. Cái lúc sau cũng mệt quá, ảnh nằm xíu vậy đó, bắt đầu là ảnh liêu, ảnh ngủ. Khi này là 7 giờ mấy, gần khoảng 8 giờ đó. Ảnh đang liêm diêm vậy, cái ảnh mới nghe: "Dậy đi, chỗ của tao, dậy đi." Ảnh nghe cái giọng bây giờ nó dữ dằn dữ lắm rồi. Ảnh nghe ảnh cũng kệ luôn, ảnh vẫn là quấn cái giọng nó nằm ngủ vậy đó. Cái lúc sau ảnh thấy là cái giọng của mình nó giật bạc luôn. Kèm ngay lúc đó là ảnh cảm nhận cơ thể của mình nó bị đấm đá. Ai đó quánh mình quá trời quá đất. Ảnh lập tức là tung cái giọng ra. Khi mà ảnh tung cái võng rồi, ảnh vẫn là không có nhìn thấy ai cả. Có điều ở trên người của ảnh bây giờ cũng rất là đau đớn, do nãy giờ bị đấm đá quá trời, ảnh vẫn còn cảm nhận được cái sự đau đớn đó luôn. Giờ với cái tình hình này rồi, ảnh thấy ổn, cái em mới ngồi bấm điện thoại. Anh lướt điện thoại hồi cái ảnh lại nghe, ảnh nghe rõ ràng bên tai: đi chỗ khác, chỗ này chỗ của tao. Anh nghe như vậy thì anh mới dòm qua dòm lại, không có thấy ai hết trơn á, mà cái giọng kia nó cứ nặng nặc vô trong lỗ tai của ảnh, giống như người ta đang chửi vô mặt ảnh vậy đó. Thậm chí là ảnh còn cảm nhận được cái luồng hơi phà vô trong mặt của ảnh. Nhưng mà ảnh không có thấy ai cả, ảnh thấy cũng hơi rợn rợn rồi. Anh bắt đầu là ảnh đứng lên ha, ảnh đứng lên đi vòng vòng. Tới khi mà ảnh đi một vòng qua xe, ảnh quay lại, ảnh thấy rõ ràng là có một cái bóng đen đang ngồi trên cái võng của ảnh. Cái bóng đen này là một cái người cụ bà. Tướng của bà thì cũng thấp người thôi, lưng thì tôm lại, thấy là cột một cái búi tóc ở đằng sau nữa. Anh nhìn thấy cái cảnh mờ mờ như vậy thì cái cụ bà kia, cái mặt của bà nhìn dữ khủng khiếp luôn. Bà chỉ thẳng vô trong mặt của anh Nam mới nói vậy nè: mày đi đi, chỗ này chỗ của tao. Bà chửi anh như vậy đó. Thì cái lúc mà vừa chửi, con mắt bà vừa trợn lên, bà hét. Cái miệng của bà thì đỏ lè à. Cái mặt của bà có lúc mà chửi lên á, ẩn sau cái lớp mà hơi mờ mờ đen đen đó, anh thấy cái mặt của bà nó đỏ phừng phừng lên luôn. Anh rất là sợ. Anh thấy cái lúc đó anh run, anh ngã ra mé xe của anh. Tới khi mà anh ngã trong cái thùng xe, anh vô tình là anh đập tay vô, cái tiếng ồn nó phát ra thì anh mới thấy là cái người phụ nữ kia bụp một cái là biến mất ngay trên cái võng của anh luôn. Mà anh thấy cái võng nó còn đông đưa qua lại như vậy nữa. Lập tức là anh Nam ảnh đi thu dọn cái võng của mình, anh dẹp cái võng luôn. Ảnh lên trên xe, anh ngồi. Anh ngồi một lúc thấy nực quá, mà đợi hoài vẫn chưa có người tới dỡ hàng. Ảnh mới đi dọc ra ở trước là ảnh mua cà phê uống luôn cho tỉnh táo, để hồi sau khi mà dỡ hàng xong á, thì ảnh sẽ về. Cái lúc mà ngồi uống cà phê này nè, cái cô bán cà phê cũng mới nói: ủa, bộ con giao hàng cho công ty này hả? Anh Nam mới nói: dạ đúng rồi cô. Thì cô đó cũng nói: con chạy xe vô trỏng rồi, con ra đây con uống cà phê đi, chứ con đừng ở trỏng, ở cái chỗ đó ma quỷ dữ lắm con ơi. Tự nhiên cô kia cổ lại nói như vậy đó. Thì cái lúc này là vô ngay tần số của anh Nam rồi. Mới chốc hồi nãy là anh Nam mới gặp ma đó, ảnh mới kể lại cho cô kia cũng nghe. Cái cô đó cũng mới nói: đúng rồi, ở đây là người lạ lạ như con á, vô gặp vậy là ít á. Chứ còn mấy cái đứa mà làm ở đây nè, rồi như cô gần đây nè, cô gặp hoài à. Có mấy bữa là cô còn bị mấy cái hồn ma nó kêu nước nữa. Cô đem nước vô trỏng, nấu là cái đứa đó đặt á, mà vô là không có ai hết trơn. Cô bị kêu mấy lần rồi. Riết rồi cô quải cái chỗ này dữ lắm. Mà ở cái chỗ này trước đây cô nghe nói là cái chỗ này xây trên một cái ngôi mộ tập thể, cho nên là không chỉ có hồn ma mà con nhìn thấy đâu. Ở đây là có già, có trẻ, có trai, có gái nhiều dữ lắm. Con tranh thủ con chạy xong thì con đi sớm luôn đi, chứ cái chỗ này thấy ghê dữ lắm. Rồi sau khi mà nghe cô đó cô kể như vậy, ảnh ớn gần chết, ảnh có dám vô nữa đâu. Đợi khi nào mà nhận được điện thoại là có người nào tới dỡ hàng thì ảnh mới vô thôi. Trong cái bữa hôm đó anh tranh thủ thiệt là lẹ, rồi anh giao hàng xong là anh chạy về. Tới khi mà anh về rồi, anh gặp lại những cái người đồng nghiệp làm chung công ty ảnh á, thì ảnh cũng có kể lại cho mấy cái bác tài kia nghe. Cái một trong những cái anh tài xế đó cũng nói gặp cái hiện tượng y chang anh vậy đó. Cứ vô đó rồi ngồi gần đâu đó là lại nghe thấy cái tiếng bị đuổi, rồi thấy là có bà già kia đuổi nữa. Rồi có anh khác thì anh gặp là thấy một cái người đàn ông á, lù lù đứng ở phía sau lưng mình á, rồi còn tán vô đầu mình, rồi còn chửi, rồi còn xô mình nữa. Có nhiều cái hiện tượng ở trong cái khu vực này lắm. Mà nguyên nhân á, thì trước đây ở cái chỗ đó đã từng là một cái ngôi mộ tập thể. Nghe đâu là từ cái lúc mà người ta mất á, vào cái lúc nạn đói hồi xưa lâu lắm rồi, người ta chôn ở đây nhiều. Mà sau đó những cái cốt này cũng được bốc đi rồi. Có điều là những cái vong hồn á, họ vẫn còn ở lại đây thôi. Rồi thì câu chuyện của anh Nam á, tới đây cũng đã khép lại trong cái tập truyện này luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện của Như. Nếu quý vị yêu thương Như á, nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này đến những người thân và bạn bè của mình. Bữa hôm nay là Như vẫn còn đi làm quý vị ơi, cho nên là tập này cũng là một tập dự phòng thôi. Như mến chúc quý vị mình sẽ có một kỳ nghỉ lễ thiệt là vui vẻ và thư giãn luôn. Thôi bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nghe. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị. Bye bye.